Rồi, hello anh em, chào mừng em trở lại kênh của mình, Phụ Tùng ô tô Nhật Đức. Hôm nay thì mình lại giới thiệu cho các bạn cái tăng bua bánh sau của Hyundai, toàn bộ dòng Hyundai HD các bạn nhé. Từ Hyundai HD 7288, đời 99, đời 6 tắc kê các bạn nhé. Đời 6 lỗ các bạn này, đấy, 2, 4, 6 tắc kê. Thì đây là cái tăng bua của nó các bạn nhé, toàn bộ tăng bua đây. Anh em thì khi em tháo ra thì em có thể đọc cái mã trên tăng bua. Con này là mã 5M100. Đấy, các bạn đọc phát là đúng mã, phát là mình đưa cho các bạn nhé. Hàng này nó là hàng Valeo các bạn ạ, sản xuất cho nhà máy Hyundai. Đấy, Hàn Quốc xịn 100% luôn. Wow, đấy, các bạn thấy không? Đây, toàn bộ nó dập chữ Valeo các bạn này. Đấy, đầy đủ hết nhá. Đó, mặt trước mặt sau. Đấy, tăng bua, bánh sau của Hyundai HD đời 6 tắc kê. Anh em nhớ là bạn đọc cho mình là 6 tắc kê này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tắc kê. Đấy, đời 6 tắc kê. Và các bạn, tốt nhất là các bạn cứ đọc cái mã này. Hàng xịn thì theo xe thì nó sẽ có mấy cái mã ở trên này. Các bạn đọc cho mình mấy cái mã trên mặt này này. Đấy, thì mình check đúng đời là mình sẽ đưa cho anh em đúng. Con này là mã 5M100. Đấy, đúng đời luôn các bạn nhé. Hàng xịn Hàn Quốc 100% luôn, hàng Valeo. Đấy, con này thì dùng nói chung là ok các bạn ạ. Đây, mặt trước mặt sau đây các bạn. Nhìn hàng nó nét căng các bạn nhé. Không có vấn đề gì gọi là dại đâu. Vì đây là Hàn Quốc xịn chứ không phải hàng Trung Quốc. Anh em dùng thoải mái luôn. Đấy, đây các bạn này. Đây nó dập vào cái thông số đây. Đấy, nó dập vào cái thông số các bạn này. Đó, anh em có gì thì lấy cái này ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038. Đó, ok cho anh em.